kiểm tra. 70 2403. C24W đây. À, máy của chú Vũ nha các bạn. Ông bây giờ là khó giới thiệu nhiều rồi. Mấy tháng rồi chú? Chắc cũng gần 2 tháng rồi phải không? Cũng phải cắt mặt ram lại mà hả? Cộng tấn 2 phải không? Cậu yêu cũ á. Dạ, yêu cũ thì tấn 2. 2403. Mua luôn xiên đó hả? Cái này mua ở thành phố, bạn nó kia lại nè. Dạ. Tháng chưa luôn. À, hơi đủ hơn 500 rồi, còn tháng 8 triệu rồi. Đây, đích đích bằng 1 ha. Vậy lát ông đúc đúc cái đầu bạc riêng của nó mà. Riêng luôn. Vậy là chỉ chế cái bộ giám tóc phải không? Bộ nhông ụ phải không? Ba một một không F đích hai cầu ghiên luôn. Là số còn như thanh số bằng mốt luôn. Ngã qua hỏi ông tụt bô, nói tụt bô nó cắt. Nhìn vô nó chà bá, đừng tưởng đâu là tụt bô 95. Đó, tụt bô nó của dân ma. Vậy là ghiên theo máy nó chứ gì? Ghiên nhưng mà cái máy đó nó không có tụt bô. Đúng nhưng rồi. Mà lấy cái tục bô của dân ma luôn. Bánh này ba tắc à? Ba tắc. Giờ con cũng thấy nó xài bánh này cũng mà không có xài, không có làm bọng nữa. Cái u kia nặng lắm. Dạ, làm lá không luôn à. Chục mớ đó hả? Thôi làm đó. Cái già quá rồi. Nhìn không đó. Này ông ngâm mấy ngày nữa chú? Tấn nhất này nè. Không biết luôn đó, giờ nó chưa. Tày chủ người ta phải không? Nó chưa cho lịch hạ. Ờ phải rồi. Sáng giờ sáng tút dưới khung của không quay đó. Dạ. Nó dài lên tới đây nè. Ông quăng quay ổng số ô này hay gì nè. Ờ ô bự lắm. Quá gì đâu mà chét, thấy mà ham mà ủng quá. Cắt giờ cắt đâu có kịp nữa đâu. Bởi vậy, bộ không phải tao mua chứ mấy cắt này tao cũng mà để tao cắt lúa chét gần. Ờ cô nói đi, cô hỏi ông cái mấy thằng 3 thằng 2 hay 4 thằng 2 gì quên rồi ta. 3 thằng 2. Nó có cái công đô bo á. Công đô bo giống heo đó, công đô công bo làm gì chú? Công đô bo đó để tăng lực má lực thôi chứ đâu có gì đâu. Nó dục con heo thôi phải không? Ừ, dục con heo lên thôi. Chứ nó không có dính gì bên phần không máy. Không có gì chứ. Có nghĩa là nó dục con heo mà nếu mà máy ép quá thì con heo nó theo kịp rồi. Phải không? Đúng rồi. Cái này nè, cái này nếu mà cây cam mà cu 95 mà độ lên được, tao độ cam 95. Dạ. Nó gõ còn dữ nữa. 60 nha, độ 70 được. Dạ. Cam 70 được mà 70 mình độ 95 được. 95 gõ nó dài hơn hay sao? Nó chạy heo đùm. Dạ. Heo đùm cũng như là yêu su vậy á. Dạ. Còn mình là chạy heo tép. Dạ. Vậy là bánh bơ này làm bán luôn. Ừ. Nói chung có gì dính tới máy ông chế được là ông bán đúng không? Cái gì làm được bán. Bán mấy Bình Định trả máy này cho ba nè. Hồi nào? Bình Định, ngoài Bình Định á. Hồi nào? Mới trả ông kia. Trời, cái đường mưa trời. Nắng quá. Ngồi bên kia lấy cái góc máy không kìa. Chét cái đâu mà thấy ổn quá chú. Đó. Nào chạy coi mày lúa nữa. Không ai cắt hết giờ. Trên các bạn. Chờ lật lại luôn, cầu tăng 2. Mới chế chục. À, tháo đầu Isuzu 4BD1 xuống các bạn. Isuzu tắc lá 2 á. Gác lên 70. Có nghĩa là hồi mùa rồi mình quay là ổng chưa có gác cái đầu 70 đó, còn chạy đầu Isuzu nhưng mà đấu lại đích bằng 1 rồi. Đích này đích 2 cầu nha, 31 gin, 3110F á. Đầu này cũng đổ hơi chút đỉnh rồi, cho nên bán rẻ còn 8 triệu. Mà trước 922 đó. Đấu cầu 1 tấn 2 cho ăn cầu xe tải á, cho nên là đi
bánh lớn luôn á, nó mới đầm tóc. Nói chung là ăn thua chiền bánh với cái nhông ngũ á, chiền ra làm sao cho đồng tóc thôi. Bánh lớn này thì bánh kinh quầy nó hơi lớn tí xíu. Chà này dạng Isiki nha các bạn, chỗ đó hơi lúng. Đó, cái thùng dầu 60 lít của ông đó, chạy ra xa là nhìn zoom cái thùng dầu là biết máy của chú Vũ liền. Con ba tê chạy dưới kia rồi đâu rồi, mất tiêu rồi, khuất thằng cây rồi. Trời ơi, ba tê đấu tục bô dân ma luôn. Nhiều ngày qua hỏi ông nó mới cắt. Số cũng còn hay thinh nha các bạn, số chưa làm. Cái đích cũ ông đích hàng gửi thì ông độ số rồi. Đó. Nhông mụ nè. Nhông mụ đút vô cái đầu lắp cũ của cái đích cũ. 70 tục bô 2403 bít tông 87 hành trình 102.4. Công suất 70 ngựa. U tục bô sướng trời. Đó, qua cái ô này chết con này các bạn. Bắt đầu bò dòng bè. Gặm dòng bè này hơi chậm á nha. Bạn gì bạn Hồng Thận mình. Trong mình quay máy chú Vũ hoài mà mình tới bây giờ mới có dịp quay nè. Nói chung bây giờ quay cũng chưa có chi tiết hết lắm nha các bạn. Do máy đang ở dưới ruộng, nước lũ vừa rút đó. Bùng nó cũng hơi nhiều, bùng nó thành cháo luôn rồi. Cho nên cũng hơi khó khòm lên khòm xuống để quay. Chét nè. Chín thôi các bạn. Bên kia cũng có người cắt rồi mà cắt cái mồi là cắt không kịp rồi. Máy bắt đầu vô sớ rồi. Ở đây không có chạy bánh dặm cho nên là sớ cạn luôn. Phải chế thêm cái ống, phải chế thêm cái vòng chọc đó. Chưa. Ô này gì là ít đó. Mấy ô kia kìa, mấy ô bên đó là nhìn như là lúa xạ mình luôn. Này ai phải có mái nhà để em vô cắt. Ăn mấy lúa này tốt. Không có bệnh. Không sợ bệnh. Đúng là không sợ bệnh do nó không có thuốc vậy đó. Xuống ô dưới. Nó gà cháo hết rồi nãy chưa. Nhão mặt hết rồi. Ngâm cũng tháng mấy gì đó, nước năm nay về trễ cho nên đồng này chét. Lúa chét nhiều. Nước ngập đâu có bao nhiêu đâu. Lưng chừng nửa cây lúa. Giống nước cũ chừng nửa cây. Chú Vũ này thì ông chiên đấu đầu đấu máy các bạn, cho nên ở cái xứ này á mấy con Isiki đỏ đỏ xanh xanh mà chạy là hỏi ra là đấu là ổng đấu không à. Bánh bơ vàng sớ sắp bông sớ ông cũng sắp nhưng mà ổng ít có sắp lắm, chủ yếu là ổng sắp cũng chạy với ổng sắp cho anh em ơi sớm được không à. Ở đây mà làm máy cái gọi là dí với nhau làm 4-5 ông vô làm vẫn nhanh lắm. Nó không có chảnh ở chung sớm nữa, dặn máy cắt, dặn máy cài rồi ở gần nhau không à. Hú 1 tiếng là có. Nó dòng bè cuối, dì lộng đường bè cuối nè. Đường bè cuối là giáp đường bè thứ nhất. Đây, mặt robo. Cabo này có nói nha các bạn. Đấu đầu gain, cái gì đấu đầu cũ của nó, đầu Isuzu Tesla 2 có nói gần khúc rồi. Nhưng mà cái dấu nói cũng hơi khéo cho nên nhìn không ra. Nhìn vô là thấy má nó dài hơn các khúc luôn. Cái cầu chớ của ổng á, hồi mùa rồi á, ổng đang chạy hình như là ở đâu ngoài Bình Thuận hay gì mình quên, ở đâu hay Cầm Tum gì đó. Hồi mùa rồi ổng tháo nguyên cái cầu, nguyên cái nhông mụ, nguyên cái bánh luôn. Ổng chuyển ra ngoài, ổng đấu cầu, ổng đấu má nhà ta luôn. Rồi về ổng mới đấu lại con này cầu khác, cầu tăng 2. Tháo bánh bơ quá luôn mà, bánh bơ này mới làm mùi rồi nữa nè. Chơi quá chơi mà. Máy đây thì hồi trước mấy ổng mua máy trọn bộ các bạn. Trọn bộ là luôn cái dàn sớ đi chung theo máy đó. Về mới nói thêm dài ra với sắp lại bông sớ. À, giao dòng bè nè, dòng bè lần nhất. Sớ dập ra hết luôn mà.
quắn chục luôn, bông chục quắn chạnh lên kìa, lăn muốn hết đi luôn rồi. Nhả nè, con này có nước nó mới chịu nhả, nhão nhão ra nó nhả rồi đó. Tăng tốc vô vòng 2. Nó có bạn chét nhìn ổn lắm, nhìn thấy ham luôn. À, vòng 2 tăng tốc rồi đó. Đâu ra chai nổ khăn đầu Isuzu chứ. Ví dụ vô đầu kia nó nào nó ngay nó xuống lắm rồi. Đúng hơi dữ lắm rồi. Chưa? Ông độ con này lên rồi là mấy anh em miền Trung khoái lắm. Nhất là ở cầu trước. Dòng đỏ này thì nó một cầu không mấy anh em. Dòng đời xanh mới hai cầu. Quá wow, chét thấy ham uổng quá, uổng các bạn ơi. Cái bơ này nó chạy dữ thì chứ. Con này nó ngay là chỉ còn cái cabo là 2,5 thôi á. Nè, bình dầu 60, bình dầu máy cắt. Gần còn được cái dè. Đích thì 3,1. Đầu thì 70 2403. Còn được cái bộ Isuzu Bugin. Cabo thì gin cũng gin tem thôi, chứ thực ra thì cũng đã nói rồi. Nói gần khúc. Chạy lực lái luôn. Còn trước nó bư kìa. Bánh 13-26 nha anh em, bánh sau á. Mà trước thì 9-22. Dòng TS này ở miền Tây nhiều. Có dòng TNL thì hiếm. TNL từ lúc mình quay máy cài tới giờ quay được có một con, một duy nhất. Chạy quán gom. Nhiều anh em hỏi mình dòng TNL lắm. Mà ở đâu ở đây đâu có đâu quay. Hiếm lắm. TNL ở Tây A rồi á. TS này thiện đóng. TS này cái xứ Phú Tăng, cái xứ Phú Hưng này. Phú Hưng, Phú Sưng này là nhiều lắm. Vô dòng giữa rồi. Ô dĩ dạ. Tưởng ông vô đường giữa luôn rồi chứ. Cái này tán nhớt này theo mình đoán là ngâm cũng khá khá do chưa có lịch sợ, chưa có lịch nước. Ngâm nói chung ngâm càng lâu càng tốt, ở đây quá trời là chét, quá trời là gạ. Ngâm càng lâu tắt hai nó càng ok.